tình trạng phân lô bán nền tự phát đang xảy ra tại một số địa phương ở Khánh Hòa. Điều này khiến cho chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã phải lao vào cuộc, yêu cầu các sở ngành có liên quan tăng cường thanh kiểm tra giám sát, từ đó đề xuất điều chỉnh, sửa đổi các quy định, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm để làm lành mạnh môi trường, trật tự đất đai, xây dựng và thị trường kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đây là giải đất phân lô bán nền tại đầm Thủy Triều thuộc địa phận xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Mặc dù Bộ Tài nguyên và Môi trường đã vào cuộc thanh tra trước đó, nhưng giá đất ở đây vẫn cứ sốt. Những lô đất này cách đây vài tháng được hô từ 1 đến 2 tỷ đồng, nay hết giá với khoảng 3 đến 4 tỷ đồng. Tuy không nhộn nhịp hoạt động san lấp mua bán giao dịch tại chỗ như những tháng trước, nhưng những lô đất này vẫn đang nằm hoang hóa, chờ nhà đầu tư cuối cùng sập bẫy. Nguyên nhân của những cái cơn sốt đất ảo mà cục bộ như thế này thì một phần nó xuất phát từ cái thông tin mà lập quy hoạch chung của mỗi tỉnh. Thì trong quá trình quy hoạch chung của thời kỳ mà 2021 đến 2030 thì sẽ có những chủ trương tỉnh thu hút những dự án đầu tư lớn để phát triển kinh tế địa phương. Rồi sau đó các sàn môi giới bất động sản sẽ lợi dụng những cái thông tin xúc tiến đầu tư này, sau đó thổi phồng nó lên để mục đích là để gây sốt để bán hàng. Theo các chuyên gia, bản chất của việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất được luật đất đai cho phép. Nhưng câu chuyện tiếp theo lại bị biến tướng. Một cá nhân hay nhóm đầu cơ tách miếng đất với diện tích tính bằng hecta, vốn là đất trồng cây nông nghiệp hay nuôi trồng thủy sản, chuyển sang thổ cư, sau đó tách ra hàng chục sổ đỏ. Với giá tính từng mét vuông, tặng luôn hạ tầng điện, đường, không khác gì quy mô của dự án. Nhưng thực tế rất khác, dự án phải được thẩm định, cấp phép, hậu kiểm soát chặt chẽ, trong khi dự án giả hay còn gọi là dự án ma thì hệ lụy khôn lường. Xử lý vấn đề này cần có biện pháp tổng thể và chế tài mạnh. Hoạt động kinh doanh bất động sản thì cần tăng cường quản lý kiểm tra các hoạt động bất động sản của các doanh nghiệp tại địa phương và ngoài tỉnh thành lập. Thứ hai thì cái kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất thì xét thấy cũng nên cần có sự thống nhất giữa các quy hoạch như quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết. Thứ ba, có thể là kiểm soát lĩnh vực tín dụng trong hoạt động kinh doanh bất động sản mà không nhằm để mua nhà để ở. Tình trạng phân lô bán nền tự phát ở Khánh Hòa đã diễn ra từ nhiều năm trước, nhiều nhất ở Nha Trang, Diên Khánh, gần đây là Cam Lâm, Khánh Vĩnh. Vấn nạn này thời gian gần đây nóng hơn bao giờ hết, tác động tiêu cực đến môi trường quản lý đất đai, kế hoạch sử dụng đất, kéo theo là phá vỡ quy hoạch và trật tự xây dựng ở các địa phương. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng đã khẳng định quan điểm và quyết tâm chấn chỉnh xử lý tình trạng này. Những diện tích đó là để riêng ra. Đất nào là đất nông nghiệp thì phải trả lại đất nông nghiệp. Nếu như hội đồng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, cái này mình phải kiên quyết như thế, thì mới đảm bảo được cái trật tự xây dựng. Tình hình ví dụ như là một số địa phương của Cam Lâm nè, rồi của Nha Trang nè, thì là có cái hiện tượng này. Cũng vào đầu tháng 11 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra soát toàn bộ văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai xây dựng trong quá trình thực hiện pháp luật, phát hiện những vướng mắc chồng chéo, kịp thời kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Lãnh đạo các cấp